Tập 161 đó là một trò chơi đuổi bắt. Giọt nước mũi của Bo chảy dài nhưng lại không rơi xuống đất. Xin rất tò mò mà ngồi nghiên cứu. Bo bắt đầu thể hiện tài năng của giọt nước mũi. Cậu ta hất cho nó bay cao lên trên. Nhưng điều kỳ diệu ở đây lại là khi nó rơi xuống lại trở lại mũi của Bo. Xin há hốc mồm không tin nổi vào mắt mình. Tuy vỗ tay khen ngợi nhưng lại có chút bối rối về độ mất vệ sinh. Mẹ Misae bê nước cam ra cho hai đứa đúng lúc Xin đang chuẩn bị động tác khoe mông, ngay lập tức đã bị mẹ tra tấn cho cái tội thích khoe mông. Khi hai đứa ngồi uống nước cam, mẹ muốn cả hai cùng chơi những trò trẻ con bình thường như chơi trốn tìm hay đuổi bắt gì đó. Mẹ đang gấp đồ thì thấy Bo đi vô, sau một hồi ngó nghiêng thì cậu ta cũng đã tìm thấy chỗ trốn trong hộp tủ. Mẹ thấy hai đứa đã bắt đầu chơi bình thường rồi, Xin đi vào ngó giáo giác một hồi mẹ còn trêu chọc cậu ta không thể tìm thấy Bo được. Nhưng điều khiến mẹ sốc là Xin cũng đi trốn. Mẹ gọi hai đứa ra hỏi có phải hai đứa đang chơi trốn tìm không, sao lại cả hai đứa đều đi trốn. Nhưng sự thật đã khiến mẹ buồn, cả hai không chơi trò đó nhưng lại thấy hạnh phúc với cái trò chơi không ai hiểu nổi đó. Mẹ đành quyết định ra sư cho cả hai cùng biết về trò chơi với Takao. Đây là một trò chơi rượt bắt cùng con quỷ, ai đó có thể cao hơn con quỷ thì an toàn sẽ là người chiến thắng. Mẹ đang cố gắng nói về trò chơi thì Xin và Bo lại nói chuyện riêng khiến mẹ rất khó chịu khi đang cố gắng giải thích cho chúng. Cuối cùng mẹ đành tham gia cùng hai đứa, sau khi oẳn tù tì mẹ đã là người đi tìm. Xin và Bo nhanh chóng nhảy lên chỗ cao để tránh mẹ, sau đó Bo nhanh chân bỏ chạy. Xin thấy vậy cũng chạy theo nhưng lại không biết trốn ở đâu mà vào ngõ cụt. Lúc mẹ chuẩn bị bắt Xin, cậu ta đã nhanh chân ôm lấy cái rèm cửa, mẹ muốn chờ xem cậu ta sẽ dốc hết sức được bao lâu. Đúng là chỉ được một lúc Xin đã mỏi tay mà chuẩn bị rơi xuống, mẹ rất hả hê chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng Xin đã nhanh trí sử dụng sức bật để nhảy ra xa mà thoát được mẹ. Mẹ cũng lấy lại tinh thần mà đuổi theo cậu ta, hai mẹ con Xin cứ thể đuổi bắt nhau trong khi Bo vẫn ngồi im hưởng thụ lại còn được xem mèo vờn chuột. Mẹ chạy nhanh mà vấp vào cạnh bàn khiến mẹ đau đớn nhưng cái biểu cảm đó thì cũng hơi quá rồi. Thấy Bo cười mình, mẹ quyết định không cho cậu ta cơ hội nghỉ ngơi nhưng tốc độ của Bo quá nhanh khiến mẹ không kịp trở tay. Xin vẫn đang tìm chỗ trốn, lần này cậu ta đã bị mẹ tóm gọn. Xin muốn phản kháng nhưng mẹ quên nói cho Xin quy tắc là khi Xin biến thành quỷ thì sẽ không thể bắt người kia ngay lập tức cho tới khi đếm tới 10. Xin thể sẽ bắt được mẹ bằng được mà bắt đầu đếm, nhưng Xin đã cố gắng đếm rất nhiều lần nhưng mãi vẫn chưa thể tới con số 10. Xin hỏi mẹ làm sao để đếm được tới 10, trong khi lúc này mẹ vẫn đang vui vẻ đứng trên bàn nhảy múa hát ca. Bỗng sức nặng của mẹ cộng thêm điệu nhảy trọng lực đó đã khiến cái chân bàn bị gãy. Tranh thủ lúc này Xin đếm tới 10 rồi động vào mẹ và nhanh chóng chạy ra xa. Trước khi chạy Xin còn tranh thủ múa mông khiêu khích mẹ rồi mới bỏ chạy. Mẹ cũng không thể chịu nổi sự khiêu khích đó mà tiếp tục đuổi theo Xin. Cứ như vậy hai mẹ con đã đuổi theo nhau cho tới khi mặt trời cũng muốn đi ngủ. Bố đi làm về nhìn thấy hai mẹ con Xin đang đuổi bắt nhau và mẹ thông báo bữa tối chưa được chuẩn bị. Thế là cả nhà Xin đã được đi ra ngoài ăn coi như là đổi gió. Cả nhà đầy phấn khởi bắt đầu xuất phát với niềm vui tràn đầy mà không ai hay biết bên trong ngôi nhà vẫn còn một người đang ngồi chờ họ. Bo vẫn ngồi đấy không hề dịch chuyển chờ đợi người nào đó tìm thấy mình bên trong nhà vệ sinh. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 488 P1 bút chì Xin Chan làm toán. Cô giáo bước vào trong lớp phát hiện ra hôm nay tới ca trực của Xin nên cô muốn Xin làm nhiệm vụ của mình. Xin tỏ ra chán nản không muốn làm mấy thứ nhạt nhẽo này. Sau khi cô giáo bất lực nhờ Xin ra lệnh thì cậu ta mới chịu miễn cưỡng làm theo mệnh lệnh. Nhưng cách chào hỏi của Xin khiến cô giáo cũng phải bất lực với cái ông thần này luôn. Thôi thì cô đành bước vào tiết học cho nó yên chuyện. Bắt đầu buổi học hôm nay là tiết học toán. Sau khi mở trang cần học, cô muốn các bạn bắt đầu làm bài trong 30 phút. Masao và Bo đang tập trung vào làm bài. Cô giáo hỏi các bạn có gì khó thì hãy giơ tay hỏi cô. Xin rất nhanh liền có câu hỏi đi kèm nhưng câu hỏi không ăn khớp với bài học khi Xin quan tâm tới việc độc thân của cô. Cô giáo nghĩ cô không cần trả lời câu hỏi này của Xin nhưng cậu ta cứ nhây khiến cô phải bực mình mà quát lớn. Cô đã rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhắc nhở Xin cần phải thực hiện phép tính một cách nhanh chóng trong thời gian quy định. Phép tính đầu tiên 3 cộng 2, sau một hồi suy nghĩ Xin đã phải dùng tới hai bàn tay để thực hiện nó. Nhưng câu hỏi tiếp theo 7 cộng 5 vượt quá đôi tay của cậu ta, Xin đành muốn mượn nhờ đôi bàn tay của Masao hứa sẽ trả sau khi sử dụng. Cô giáo nhắc nhở Xin nên tự mình làm nó khi biết cậu ta không có đủ tay, cô gợi ý có thể dùng chân mình. Nhưng cái cách tính toán của Xin cũng khiến cô và các bạn cảm thấy khó chịu nhưng thôi im lặng cho im chuyện. Đến câu thứ 3 10 cộng 11 thì đúng là ngón tay thêm ngón chân vẫn không thể đủ nổi. Một bạn gái trong lớp hét lớn cáo cô giáo về Xin khi cậu ta cởi quần trong lớp học. Thì ra là không đủ nên muốn sử dụng chú voi để có thể hoàn thành phép tính của mình. Cô giáo muốn Xin không phụ thuộc vào ngón tay hay con voi nhỏ của cậu ta. Xin muốn cô giáo chỉ giúp mình cách. Cô chưa kịp nói hết câu Xin đã cắt ngang lời của cô, thật ít phiền quá mà. Cô muốn Xin tưởng tượng ra những quả dâu để làm phép tính. Xin cũng nhanh chóng làm theo sự hướng dẫn mà tưởng tượng ra mấy quả dâu. Sự tưởng tượng phong phú quá mức của Xin khi Hima ăn mất dâu tây của cậu ta.
Cô giáo phát khùng với cậu ta nhưng đâu thể cãi lại nổi cái miệng đó. Cô khuyên Xin nên nghĩ tới thứ mình không thích. Nhưng sau khi tưởng tượng xong lại khiến Xin toát mồ hôi hột không thể làm nổi vì nhìn thấy mấy quả ớt chuông đó. Cô gợi ý chuyển từ đồ ăn sang người cho dễ xử lý. Một gợi ý quá ư đúng ý với Xin, cậu ta thoải mái tưởng tượng ra mấy cô em chân dài bu lấy mình. Khỏi bàn, Xin nằm im trên bàn cảm nhận sự sung sướng tới tột cùng đó. Sau giờ học, các bạn thì đang rời khỏi trường, chỉ có mình Xin là bị cô giáo bắt ở lại lớp. Xin muốn tư vấn cho cô giáo trong khi người muốn được khuyên răn là chính cậu ta mới đúng. Cô muốn Xin không dùng tay và ngừng tưởng tượng linh tinh. Muốn Xin luyện tập ở nhà để có thể tính toán chỉ với những con số. Cô đã viết ghi chú gửi về cho mẹ Xin. Mẹ cầm quyển ghi chú của cô giáo cảm thấy khó chịu khi Xin lại có thể không làm nổi cái phép tính đơn giản như vậy. Xin cảm thấy rất bình thường, đây chỉ là một vấn đề nhạt nhẽo không khiến cậu ta thích thú. Mẹ đành đưa ra phần thưởng một bữa ăn nhẹ khi làm xong các phép tính. Mẹ thấy Xin có thể làm tốt mà muốn thưởng cho cậu ta một ít nước trái cây. Thật ra cậu ta đã nằm ngủ ngon lành cành đào chứ học hành gì giờ này. Mẹ muốn Xin giải quyết xong mớ câu hỏi đó thì có thể uống nước trái cây. Xin rất nhanh muốn lấy lại tinh thần để có thể giải quyết một câu hỏi. Nhưng chỉ được một lúc, Xin đã cảm thấy chán, cảm thấy làm học sinh tiểu học thật sự quá vất vả. Hima muốn đi ra rủ Xin cùng chơi với mình. Xin từ chối vì đang bận nhưng Hima vẫn muốn cậu ta chơi cùng mình. Xin đành bỏ chạy nhưng Hima vẫn không chịu từ bỏ. Xin thấy Hima nhặt thêm mấy chú gấu, cậu ta liền nghĩ ra 3 thêm 2 là bằng 5. Xin rất vui khi mình đã tìm ra được đáp án mà quay lại khoe với mẹ, nhưng mẹ và Hima đã rời đi mất tiêu. Hôm sau Xin lên trả bài cho cô giáo 3 cộng 2 là 0. Cô cũng bó giỏ với Xin rồi. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 530 để nhờ bãi đậu xe. Bố quan sát rồi hỏi khi nào sửa xong, bác thợ sửa bảo phải cả tuần cơ. Mẹ lái xe về, bố ngạc nhiên, không phải mẹ đi sửa xe hay sao? Mẹ bảo chờ lâu quá, với lại đang chờ sửa mái che xe nên để sau cũng được, chỗ hỏng vẫn chạy tạm được mà. Bố bảo làm mái che mất cả tuần, mẹ giật mình, bố nói hay thuê bãi đậu xe đâu đó. Mẹ than phiền làm mái che thôi mà cả tuần. Xin cảm thán lỗi tại ai đây? Mẹ bực mình nhéo má tại Xin chứ ai, rồi nhớ lại lúc lùi xe vào. Mẹ dặn Xin quan sát kỹ cho mẹ nha. Xin bảo cứ lui đi, rồi Xin hoảng hốt bảo mẹ qua trái. Mẹ nghe theo làm chiếc xe tông vào cột, hỏng cả xe và mái che. Xin chạy xuống ôm con khủng long, chút nữa là hỏng đồ chơi yêu quý rồi. Hóa ra là do Xin, nghĩ lại mà mẹ tức sôi máu. Vợ chồng anh chị yêu Shirin và Michi đi qua hỏi thăm. Bố lo lắng giờ tính sao với cái xe đây chứ? Mẹ nói không biết có chỗ nào đậu nhờ một tuần lấy giá rẻ không ta? Chị Michi hỏi mẹ đang cần chỗ đậu xe à? Mẹ bảo chỗ rẻ thôi. Xin bảo phải rẻ hoặc miễn phí, không là mẹ keo kiệt không chịu đâu. Xin hiểu mẹ ghê ta. Mẹ bực mình gõ đầu Xin liền. Anh yêu Shirin bảo dùng bãi đậu xe nhà mình nè, vì họ đâu có xe đâu nên đừng ngại. Mẹ có vẻ không vui, bố cũng ra hiệu lắc đầu. Mẹ định từ chối thì anh yêu Shirin bảo không tính phí đâu mà lo. Mẹ đồng ý liền, đúng là nhanh ghê. Mẹ thắc mắc sao họ thuê bãi đậu xe trong khi không có xe. Anh yêu Shirin bảo khi chuyển nhà tính mua xe liền, nhưng mà anh lại chỉ mới có giấy chứng nhận. Bố đưa anh một chìa khóa xe, lỡ khi nào cần thì có thể dùng. Mẹ vui vẻ bảo muốn đi đâu thì cứ lấy đi. Hai anh chị sợ mình đi chưa rành lắm nha. Hôm sau mẹ đứng trước bãi trống cảm thán nói, vậy mà đã lấy xe đi đâu mất tiêu rồi. Hai anh chị vừa về tới, anh yêu Shirin lái xe đi thử vài vòng. Anh yêu Shirin lui xe vào, mẹ hoảng hốt bảo dừng, xém nữa là đụng rồi. Anh lái tiếp, mẹ la lên, mém nữa lại đụng tường. Xin bảo anh lái còn dở hơn mẹ. Anh lái vào sát xe người ta rồi, mẹ lo lắng cứ để yên đó để mẹ chạy. Mẹ than phiền với bố, nhưng mà đã lỡ đưa chìa khóa rồi mà. Cả nhà ra lấy xe, bố hoảng hốt một đống thú bông trong xe, ghế cũng bị bọc hình ngộ nghĩnh. Bố bực mình chắc phải lấy chìa khóa lại thôi. Anh yêu Shirin mở cửa ngó ra, bố định đòi lại thì hai người đã mang chìa khóa ra trả lại vì sợ bị tai nạn. Bố nhắc đến đống đồ bên trong xe, anh yêu Shirin ngại ngùng hỏi bố có thích không, họ làm vì thấy đẹp. Bố mẹ không dám nổi giận vì đang để nhờ xe ở đây. Chị Michi hỏi họ đi đâu, Xin khoe đi ăn tối ở nhà hàng sushi. Bố mẹ không kịp ngăn Xin lại rồi, hai anh chị nghe mà thích quá, đã thế hôm nay còn giảm giá nữa. Hai người muốn đi ké với bố mẹ miễn cưỡng đồng ý nhưng chỉ chở được một người nữa thôi. Hai người bắt đầu nhìn nhau rưng rưng, anh yêu Shirin nhường cho chị Michi đi ăn, chỉ cần chị ăn ngon là anh hạnh phúc rồi. Chị Michi không chịu đâu, rồi hai người ôm nhau khóc, bố mệt quá sẽ chở hai vòng được chưa. Hôm sau mẹ lén đến định lấy xe đi thì chị Michi bắt gặp và muốn đi ké, mẹ có vẻ không vui xíu nào. Trên đường về kẹt xe, chị Michi xuống đi tàu điện về và nhờ mẹ chở đồ về dùng, mẹ bực mình ghê nha. Mẹ than phiền, bố nói thuê bãi đậu mà mẹ không nghe còn gì, mẹ bảo còn 4 ngày phải cố gắng. Hôm sau mẹ lại trốn đến gần chiếc xe thì lại bắt gặp chị Michi, chị lau xe để trả ơn mẹ hôm qua đó. Hôm nay không có việc là chị đi mua đồ tiếp với mẹ rồi, mẹ vui mừng bảo tiếc ghê, ở siêu thị bán giá rẻ lắm. Chị Michi giật mình, là siêu thị ư, gần đó có cửa hàng đồ chơi chị nhờ mẹ mua dùng.
Mẹ đến siêu thị đợi cất xe đông quá nên qua cửa hàng đồ chơi mua trước. Mẹ đi lên thì bất ngờ một đoàn người đang xếp hàng đợi mua cho tới tận ngoài đường.